Fan Đàm Tùng Vận phản đối thần tượng đóng phim do Hứa Khải làm nam chính. Người hâm mộ Đàm Tùng Vận rất bức xúc khi nghe tin nữ diễn viên sẽ đóng Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận và Hứa Khải sẽ tham gia dự án Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Tuy nhiên fan của nữ diễn viên không mấy mặn mà với dự án này, thậm chí nhiều người còn có phản ứng dữ dội khi biết Đàm Tùng Vận đóng Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Lý do là vì nguyên tác được chấp bút bởi nữ tác giả đầy tai tiếng Cửu Nguyệt Hy. Trong quá khứ, nữ nhà văn này từng nhiều lần bị tổ đạo văn nên trong mắt khán giả các tác phẩm của cô đều là giác phẩm. Bên cạnh đó, đề tài sử dụng AI, trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế cũng khá khó đọc. Thế nhưng Kiều Nguyệt Hy đã dám công khai tuyên bố viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả. Việc đạo văn cộng thêm nhiều tuyên bố gây tranh cãi khiến danh tiếng của Kiều Nguyệt Hy bị giảm sút. Vì vậy, người hâm mộ Đàm Tùng Vận càng muốn ngăn thần tượng đóng phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả này. Sau khi đọc được thông tin về dự án, fan của nữ diễn viên đã đưa ra nhiều lời khuyên như sau. Đàm Tùng Vận cố gắng nghỉ dưỡng đi, tránh đạo phẩm càng xa càng tốt. Chị nỗ lực mười mấy năm để đạt được thành công như hôm nay vốn không dễ dàng. Nếu tham gia những bộ phim thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm của mình, thử hỏi có xứng đáng hay không. Nếu Đàm Tùng Vận không nhận được kịch bản tốt thì cứ nghỉ ngơi, đừng dính vào mấy tác phẩm không hợp thị hiếu khán giả nữa. Mình còn xem một bộ cổ trang của Đàm Tùng Vận và thấy khá là thích cô, nên cũng mong cô không nhận những tác phẩm có vấn đề gây tranh cãi. Đàm Tùng Vận vừa hoàn thành phim điện ảnh Tạm Biệt Lý Khả Nhạc, bên cạnh đó nữ diễn viên cũng có hai tác phẩm đang chờ phát sóng Hướng Gió Mà Đi và Đường Về. Có thể thấy nữ diễn viên đã dành khá nhiều thời gian và công sức để đóng phim, vì vậy người hâm mộ cũng hy vọng cô được nghỉ ngơi và nên chú ý đến sức khỏe của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.